Cô thân ái chào các bạn tuổi Đinh Mùi 1967. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về vận của các bạn trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì trước khi nói về vận trong 3 tháng đó thì chúng ta nhắc lại trong cái năm Mão này chúng ta gặp được những cái gì tốt, những cái gì xấu để chúng ta có biết mà chúng ta dự phòng. Tốt thì chúng ta phát huy, mà xấu thì chúng ta né, chúng ta tránh. Thì các bạn tuổi Mùi trong cái năm Mão các bạn không gặp tam tai và các bạn cũng không gặp thái tuế, đó là hai điểm cộng cho các bạn. Nhưng các bạn có một cái vận niên nó không làm cho mình phát huy được tài năng, phát huy được kinh tế của mình, mà mình bị cái thế bị động, bị kẹt lại khi mà chúng ta gặp cái vận là vận xà hãm tinh. Vận xà hãm tinh làm cho chúng ta cảm thấy nó hơi bị bế tắc, chúng ta khó mà tung hoành ngang dọc theo cái ý muốn của mình. Nam thì có con sao tương đối nó, nó là một con sao trung tinh, không tốt mà cũng không xấu lắm, đó là cái con sao Thủy Diệu. Và nữ thì có một cái con sao phải nói là nó tốt đẹp nhất, mang nhiều cái phúc đức nhất đem đến cho mình, đó là cái con sao Mộc Đức. Và mình cũng có hạng là hạng ngũ một, cũng là một cái hạng tương đối nhẹ. Bây giờ bạn thắc mắc là bây giờ mình, nếu mình tuổi Thìn, cô nói là mình tuổi Mùi mà mình sinh trong cái tháng mùa hạ là tốt hay không? Thì cô sẽ trả lời cái thắc mắc của các bạn. Bạn sinh tuổi Mùi tức là các bạn có cái hành thổ, mà hành thổ thì nó vượng nhất, nó thuận lợi nhất, nó tốt đẹp nhất vào cái 3 tháng mùa hạ. Như vậy bạn sinh vào những cái tháng mùa hạ là các bạn đã thuận sinh, cuộc đời mình nó có cái nét chấm phá, nó được hưng, được vượng, thịnh vượng, nó tốt đẹp cho mình. Rồi khi phân tích về cái tuổi của các bạn, Đinh nó thuộc về âm, âm quả. Mà con số 7 cũng là cái con số âm. Cho nên những người nam mà sinh vào cái năm này người ta gọi là âm nam. Mình là người nam mà mình mang cái tính âm thì nó không tốt cho mình. Nghĩa là mình bị cái tử vi người ta nói là âm dương nghịch lý. Nó có cái tính cách gì nó nhẹ nhàng, nó không quá mạnh bạo như cái đợt bính. Cho nên mình làm ăn nó có thành công hay thì nó ở cái mức độ vừa phải thôi, chứ không có cái tính cách bộc phá như là những người có cái thiên can bính. Nữ thì thuận lợi hơn khi mà mình được gọi là âm nữ, và mình xét vào hàng âm dương thuận lý. Bạn là người thuộc mệnh thủy. Mệnh thủy thì là gọi là con nhà hắc đế. Và phân tích theo tuổi, theo cái mệnh của bạn đó, thì người ta xếp vào mình lại là hắc đế tân khổ. Là những cuộc đời của mình ở cái giai đoạn đầu nó có những cái khó khăn, những cái không được thuận ý vừa lòng, có những cái làm cho mình cảm thấy khổ sở. Nhưng mà khi mà qua trung vận rồi thì mình từ từ mình phát lên, cuộc đời mình nó sẽ ấm êm hạnh phúc ở cái thời hậu vận. Bây giờ ta xét xem cái tháng Đinh Tỵ là cái tháng tháng tư. Tháng tư Đinh nó mang cái hành quả, mà mình tuổi Đinh có thiên can Đinh thì cũng là hành quả. Cho nên trong cái tháng này bạn làm ăn được tài lộc, nó phát triển thuận buồm xuôi gió. Cái công việc làm ăn của mình nó bình ổn, không có gì khác kỵ. Sức khỏe của mình trong tháng, mệnh của mình và mệnh tháng bình hòa nhau, cho nên sức khỏe mình ở cái mức độ bình ổn. Nam hay nữ gì trong cái tháng tháng tư này có những cái bất ổn, có những cái không hay về vấn đề gia đạo, buồn bực, tranh chấp, cãi lộn, cãi lào với nhau, tư tưởng không đồng nhất, nên gãy ra cái cảnh xào xáo trong cái gia đạo mình vào cái tháng tư.
Qua đến cái tháng 5, tháng 5 là cái tháng Bính Ngọ, mà mình tháng Bính Ngọ, Ngọ Mậu của nó là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Mậu nó mang hành thổ, mình đinh mang hành quả, như vậy là mình sinh xuất. Tháng này mình làm cũng có tiền có bạc, nhưng mà mình lại thường đem đi phân phát ở bên ngoài, như là giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, mua sắm cái này, mua sắm cái nọ. Đồng tiền nó không ở trong túi mình, mà nó phải chi ra, cho nên nó gọi là sinh xuất. Công việc của mình thì nó ổn định, tốt đẹp, không có chuyện gì đáng nói. Sức khỏe thì bạn chú ý cho, mình là người mệnh thủy mà gặp cái tháng quả, cho nên nó có những cái khó khăn nhất định, mình cẩn thận một chút. Trong tháng 5 này á, gia đạo bằng nam có những cái bực bội, có những sự phá phách ở bên ngoài, vợ chồng có sự xung đột với nhau không hay. Ngược lại thì bạn nữ lại có được sự ấm êm, vui vẻ, hạnh phúc trong gia đạo của mình. Qua đến cái tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Kỷ nó thuộc hành thổ, mà mình đinh thuộc hành quả thì nó giống như cái tháng trước, nghĩa là mình làm có tiền có bạc, mình phải lo mình lại chuyện bên ngoài một chút, cho nên cái túi tiền mình nó không được đầy, không được như ý. Công việc của mình trong tháng, tại vì mình là cái tuổi Mùi mà gặp cái tháng Mùi, nghĩa là tuổi xung tháng, cho nên có cái khó khăn nhất định về cái công ăn việc làm của mình. Sức khỏe của mình cũng không được tốt, tại vì mình mạnh thủy nè, mà gặp cái tháng quả, thủy quả nó khắc kỵ nhau, cho nên dẫn dễ đến cái chuyện mà ốm đau bệnh hoạn. Nam tiếp tục một tháng không vui vẻ về vấn đề gia đạo. Bạn nữ thì là gia đình được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái tháng 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Nếu các bạn không ngại, xin hãy cho cô một like và một cái nốt đăng ký, thì cô gấp cảm ơn rất nhiều. Những cái cử chỉ nhỏ của các bạn nhưng lại làm ấm áp lòng cô, giúp cô có cái niềm tin, có cái tin tưởng và vui vẻ để mà làm tiếp những cái video khác phục vụ cho các bạn. Một lần nữa chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều.